Chứ con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Phước Bổn trưởng ban tổ chức hướng dẫn đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Chúng con xin kính mời toàn thể đại chúng đứng dậy trong phần nghi thức tụng kinh này. Please be upstanding. Thank you. Oh.
Tại Đại hội Phát Trại ở Sydney,
Năm 1987, Ngài được tái đắc cử và làm viện trưởng Viện Hoằng đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc Đại Lợi, tỉnh Tây Lan. Ngài là viện trưởng lâu đời nhất của giáo hội cho đến khi từ nhiệm năm 2008 vì sức khỏe suy yếu. Hòa thượng cũng là một trong những chủ tịch lâu đời của Tổng hội Phật giáo Úc Đại Lợi, tức là The Buddhist Federation of Australia. Năm 2009, Ngài từ chức chủ tịch với cùng lý do sức khỏe như trên. Về mặt quốc tế, Hòa thượng là một thành viên của Liên hội Phật giáo Thế giới và cũng là thành viên của Hội đồng trưởng lão của Hội đồng tác giả Phật giáo Thế giới. Cũng như tại Việt Nam, Ngài đã trực tiếp hoặc gián tiếp hoạt động trong nhiều ngôi chùa được xây cất tại Sydney, Melbourne và các thành phố khác ở Úc và Australia. Hòa thượng là khai sơn hóa chủ của Tổ đình Phước Huệ tại Sydney và tông trưởng Phước Huệ Sơn Môn Học Phái. Hòa thượng là một người chủ trương hòa bình, hài hòa xã hội và kết hợp. Thành quả của Ngài như là một trong những nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng nhất tại Úc thì rất nhiều. Sau đây là vài điểm nổi bật. Năm 1994, trong chuyến công du, châu Thái tử Sang của Anh Quốc đã chọn chùa Phước Huệ làm nơi mở cuộc hội thảo với các vị lãnh đạo tôn giáo của Úc Châu như Thiên Chúa, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ và Phật giáo. Tháng 11 năm 2001, trong cương vị một trưởng lão của Hội đồng Tăng giả Phật giáo Thế giới, Viện trưởng Viện Hoằng đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Tổng trưởng Tổ đình Phước Huệ, Hòa thượng đã tổ chức Đại hội Ban chấp hành Hội đồng Phật giáo Tăng giả Thế giới nhiệm kỳ 7 và Đại hội Pháp đại Thanh niên Tăng giả Thế giới lần thứ 3 tại Sydney. Tháng 12 năm 2004, trong cương vị Chủ tịch Tổng hội Phật giáo Úc Đại Lợi, Ngài đã gửi một thông điệp mạnh mẽ về sự hợp tác hòa bình giữa các quốc gia và dân tộc tín ngưỡng tại hội nghị đối thoại về hợp tác liên tôn do Ngoại trưởng Úc và Ngoại trưởng Nam Dương đồng chủ tọa tại Yogyakarta, Indonesia. Hòa thượng Thích Phúc Huệ được ân thưởng huân chương OEM vào ngày Quốc khánh Úc năm 1995. Hòa thượng trưởng lão đã an nhiên xả bỏ báo thân vào ngày thứ Bảy 28 tháng Giêng năm 2012. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đại diện các cấp chánh quyền, thượng nghị sĩ, dân biểu, nghị viên hội đồng thành phố, kính thưa ông chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales, kính thưa toàn thể quý vị đại diện chức sắc, các tôn giáo các bạn cùng quý hội đồng đoàn thể và toàn thể quý đồng hương Phật tử hiện diện trong ngôi bảo điện chùa Phước Huệ sáng hôm nay, chúng tôi xin đại diện hòa thượng trưởng lão chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo đại lão hòa thượng Thích Chánh Lạc cùng toàn thể thành viên của hội đồng văn phòng hai viện hóa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm năm, xin ra đầu đánh lễ giác linh cố hòa thượng trưởng lão thượng phước hảo huệ nguyên tổng vụ trưởng tổng vụ cán sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nguyên viện trưởng viện hành đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Úc Đại Lợi tâm Tây Lan. Sự ra đi của cố đại lão hòa thượng là một sự mất mát của toàn thể giáo hội Phật giáo Việt Nam không nhất tại Úc Đại Lợi tâm Tây Lan cũng như Phước Huệ Sơn Môn Công Đức Tùng Lâm
tăng môn pháp quyến nơi riêng toàn thể cộng đồng Phật tử Việt Nam cũng như cộng đồng Việt Nam thi hành tại Hội Đại Lão nói chung. Với 90 năm trụ thế từ Việt Nam, 60 năm sang Hội Đại Lão, 30 năm có công đức hoằng pháp lão sanh và xây dựng đạo pháp của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ là một sự đóng góp to lớn cho Phật giáo Việt Nam tại Tốt Đại Lợi nói riêng và tại Hải Ngoại nói chung cũng như cộng đồng tị nạn Việt Nam. Xin đại diện văn phòng 2 chia sẻ sự mong mắt này đến với tam môn pháp quyến của công đức phước huệ công đức tầm lâm và sự đóng góp này của Đại Lão Hòa Thượng đang để cho tất cả chúng ta tôn trọng và quý kính. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Và chúng tôi xin đại diện cho Hòa Thượng Thích Trí Minh, phương trưởng chùa Khuôn Viên và toàn thể Phật tử chùa Khuôn Viên ở Na Uy, thượng tọa Thích Giác Đẳng trụ trì chùa Pháp Luân tại thành phố Houston ở Hoa Kỳ, cũng như toàn thể quý tăng ni Phật tử tại chùa Phú Hoa ở chùa Phổ Minh ở Sydney, xin kê đầu đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phước Hạ Huệ chứng minh. Nam mô Tăng Viên Tịnh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phước Hạ Huệ Tát Đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ, nguyên viện trưởng Viện Hoằng Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phúc Đại Lợi và Thân Tây Lan. Kính bạch Kinh Long Đức Tăng Ni trong môn đồ Thái Quyến Phước Huệ Sơn Môn Phái. Kính bạch Kinh Long Đức Tăng Ni các giáo hội, các tự viện. Kính thưa toàn thể các vị lãnh đạo, tinh thần các tôn giáo bạn. Kính thưa toàn thể quý quan khách Úc Việt và kính thưa quý đại phương Phật tử về tham dự tang lễ hôm nay. Thay mặt các tổng vụ ban ngành tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Úc Đại Lợi Tân Tây Lan, chúng con xin thành kính dâng lên hòa thượng những lời ai điếu. Tha ngôi đèn thiền sao gió, tranh giới mờ mây, bóng dáng quan nghiêm ngày nào nơi cửa pháp, giọng Phật âm gian dậy chốn phần tâm. Chẳng ai sắp cứu đồ chơi, cảnh vũ quá gửi thân ngủ mình. Ngành bị thầy trò nghĩa nặng, trời cứ không còn khóc cảnh sâm lâm. Tình môn đồ nghĩa sứ đệ trốn thiền môn, làm sao mới hết được những lời sầu cảm. Tha ơi, từ nay những việc toàn thể môn đồ hiểu biết chúng con cấu đầu lễ bái, ngưỡng mong Giác Linh Hòa Thượng chứng minh. Nhớ linh xưa lòng từ bi vô lượng, tâm hỷ xả không cùng, hạnh nguyện cao dày thi gan cùng tế nguyện, công phu bền vững độ hết thảy chúng sanh, quyết nhập ta bà ươm mầm đạo pháp, biết bao nhiêu chướng nạn với trần lao, nào sự tử sanh gia hộp vô thường, một lời nguyện nhập lưu cùng tế độ. Thầy vào đời như tùng bách, nào sợ phong ba bão táp dập dùi, thầy ra đi như gió như mây, nào ngại ba đạo hiểm đang chẳng lối.
Lê Gót Phong Xương xây nền giáo hội, quyết truyền thiên thai tịnh độ chân tâm, pháp lưng chân nghĩa khai dòng, môn đồ đệ tử thoát dòng trầm đính. Chí thầy quyết tiên dương thiên thai tịnh độ, để môn nhân kế thế truyền thừa. Nguyện thầy soi khổ hải khỏi ta bà, để đệ tử thấy được miền cực lạc. Chí là thế, hành là thế, nhưng ở đây nào phải chúng, nào phải thiếu trong gai. Có những lúc tình đời bạc bẽo, nghĩa môn sinh nào khác chú đời bà. Có cái lời hạnh tiếng chê, tình huynh đệ không ra ngoài ẩm lặng. Nhưng thầy bảo, ta bà nhẫn nhục, phiền não tức bồ đề, gương xưa di lạc não nề, bị đánh bị chửi, ê hề nhẫn vui. Rồi, tên tuổi không thể chôn vùi, xây dựng giáo hội an vui tháng ngày. Khắp nơi chùa hội hoa khai, lâu đài giáo pháp mọi người tiên dương. Lấy tay kim cang rờ vào đại tạng, dùng mắt liên hoa soi thấu nghĩa quyền y. Gian linh đại tạng còn ghi, thiên thai tịnh độ xuyển dương trọn đời. Công của thầy như thế, đức của thầy như thế, cứ ngỡ gót kỳ duyên chưa dội trở, bánh xe cửu trục hãy còn ngừng. Nào hay, hôm nay là sống đầu xuân, đường quyền dội tập, chiếc dép hữu tình còn lại đó, thầy lương thiền vô để ngự đi đâu. Phải chăng thầy đang vui chơi miền lâu sức thiên cung, hay đang bị liên trì phạt hội? Có lẽ nơi đó có nhà trời hầu hạ, có ngọc cát kim lâu, có giọng phạm âm diễn pháp thâm trầm, có ánh hào quang im trong quyền diện. Ôi, vẫn biết dòng đời là huyền quá, kiếp phù sinh như xương giá bằng cầm. Nhưng tình sư đại, nghĩa đồng môn, trước cảnh cô thường làm sao phải chạnh lòng chua xót. Có những lúc trăng mờ sương lạnh, bóng dáng ai không thọt cuối sân chùa. Tưởng là thầy trở lại với chúng con, câu chuyện ra đi chỉ là mộng mình. Nhưng đêm tàn trăng lặn, hư không đâu phải là người. Phận chúng con như đàn chim lạc mẹ, biết giờ ai sớm giấc tối nhiều. Giáo hội và tông môn như chiếc bách giữa dòng, biết giờ ai chỉ đường dẫn lối. Ôi, đa số nhà nào nói hết, hoặc cả lòng bút mực nào ghi. Xưa thì đốc giáo và học đường Nam Việt quy dưỡng, chánh đại diện miền ngoại quan kiêu hùng. Úc Châu Phật giáo tiền thừa khắp sông núi, đạo đức cao sừng sững một dương tùng. Nay thì toàn thể hiến đồ trước giác linh tưởng niệm. Ôi, sửa pháp mất rồi, lòng con nói mãi. Biết lấy ai sớm la tối nhất, biết nhờ ai sớm dắt tối nhiều. Biết lấy ai mở trí nguyên thần, biết nhờ ai an thân lập mạng. Lơ lá một mình nơi cố thổ, đau buồn vì sự mất cha. Trong về ngàn dặm lối xa hương, ngơ ngẩn tưởng trong chừng gặp về. Nay xe linh hầu chạy
lễ bạch xin đưa hương vũ phần ba cây nước bát công một chén con hương tích dám bay mùi thượng vị ra thảm khê xin đi tỏ dạng tâm thần ngưỡng mong giác linh hoàng thượng thì từ chứng giám nam mô a di đà phật nam mô thiện nhật đạo sư a di đà phật kính bạch chư tôn trưởng lão chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni kính thưa quý vị có khách kính thưa quý môn đồ phản quyền tổng long phất khỏe kính thưa đồng hương phật tử tại thành phố Sydney Úc Đài Loan kính bạch với ngài kính thưa được quý vị chúng tôi xin đại diện cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đài Loan Tân Tây Lan thay mặt cho hội đồng giáo phẩm, hội đồng điều hành, các tu viện, từ viện, tỉnh xã và tất tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Kính thưa lịch quý vị, sáng hôm nay, ngày 8 tháng 2 năm 2012, nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, tất cả chúng ta đến đây đây là lễ tuyên niệm tiễn đưa cố trưởng lão hòa thượng Thích Phật về đây an nghỉ với cậu. Kính thưa đến quý vị, qua tiểu sử của ngài, từ năm 1980 hòa thượng rời khỏi quê hương đến định cư tại thành phố Sydney Úc Đài Loan từ năm 1980 đến hôm nay đã 30 năm. 30 năm qua, hòa thượng mang trọng trách sư già Như Lai không những tại quê nhà mà tại Úc Đài Loan Tân Tây Lan, hòa thượng đã đóng góp cho tiền đồ đạo pháp cho Phật giáo Việt Nam, nhất là những người đồng hương Phật tử tị nạn tại hải ngoại. Hôm nay tăng tín đồ và quý vị quan khách tất cả trở về đây để làm lễ truy niệm tiễn biệt một con người đem tất cả tâm thần của mình để phụng hiến cho dân tộc, cho đạo pháp, nhất là ở tại hải ngoại. Kính thưa những quý vị, vẫn biết rằng sanh kỷ tự quy đến và đi là lẽ vô thường của trần thế, nhưng trong sự mất mát lớn lao này, tất cả chúng tôi và tất cả quý vị giờ này làm sao chúng ta không khỏi thê thắt ngậm ngùi khi vắng bóng một bức trưởng lão đã hiến cuộc đời cho đạo pháp và dân tộc. Kính thưa quý vị, ngày mai này và còn đêm nay nữa, sát thân của ngài sẽ nhập vào vô trung bảo tháp để yên ngủ nghìn thu của trần thế, và từ đây tất cả chúng ta đã bằng bóng. Như nhà thơ đã nói: thầy ơi, thầy ra đi như một hành tinh lạ, thầy đi vào vô biên, chúng con buồn quay quắt và âm thầm gọi tên. Thầy ra đi mang tất cả tình đạo vị thân thương, ngôi chùa xưa còn đó hoa là vật tư liệu. Nam mô Thích Nhật Đạo Sư A Di Đà Phật trân trọng. Đại diện cho Đức Hồng Y George Bell, Tổng giáo phận Sydney của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Và sau đây tôi đọc lời dịch phân lưu của Đức Hồng Y George Bell, Tổng giáo phận địa phận Sydney qua đức cha Jared Brady. Với những dòng chữ này, tôi xin gửi lời phân lưu chân thành nhất
nhân sự viên tịch của Hòa thượng Thích Phước Huệ OEM vào ngày thứ Bảy 28 tháng Giêng năm 2012. Giáo hội Thiên Chúa Giáo tại Sydney xin cùng với Thượng tọa Thích Phước Tấn và toàn thể chư tăng ni cùng cư sĩ thương tích sự viên tịch của một vị lãnh tụ tinh thần gương mẫu và là một học giả. Trong những hoạt động có ý nghĩa của Cơ Đốc giáo và của Liên Tôn, sự ủng hộ mạnh mẽ của Hòa thượng Thích Phước Huệ và cộng đồng của Ngài đã được tôn trọng và cảm kích rất lớn. Ảnh hưởng tinh thần của Ngài đóng góp vô lượng vào việc phong phú hóa và làm vững mạnh xã hội Úc Châu. Hòa thượng Thích Phước Huệ sẽ luôn là nguồn cảm hứng cho cộng đồng Phật tử Việt Nam và cho cả luôn cho người Úc nữa. Xin hãy nhớ sự đóng góp của Ngài vào đời sống của quốc gia chúng ta với lòng biết ơn. Đồng ý George Cardinal Bell, Tổng giám mục địa phận Sydney. Và kính thưa Thượng tọa Thích Phước Tấn cũng như Tổ đình Phước Huệ, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa toàn thể quý vị cùng với giám mục Jerry Brady bên tôi, Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Tổng giám mục Sydney, xin thành kính phân lưu với quý vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với đặc biệt Tổ đình Phước Huệ. Khi tôi nghe tin Đại đạo Hòa thượng Thích Phước Huệ đã viên tịch ngày 28 tháng Giêng năm 2012, Ngài đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng người Việt nói chung và cộng đồng Phật tử nói riêng tại Sydney và trên toàn thế giới. Chính vì vậy, đại diện Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Tổng giáo phận Sydney cùng với Đức cha Terry Brady, chúng tôi xin thành kính phân lưu và nguyện kính chúc Đại lão Hòa thượng Thích Phước Huệ được về hưởng cực lạc nơi Phật quốc ngàn thu vĩnh cửu. Một lần nữa xin thành kính phân lưu. Nam mô Cao Đài Chư Không Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý Phật tử và đồng bào, được cung tin Đại lão Hòa thượng Thượng Phước Hạ Huệ viên tịch đột ngột vào ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, hưởng thọ 91 tuổi, chúng tôi vô cùng bàng hoàng, xúc động vì chúng tôi được biết sức khỏe của Ngài vẫn khương cường và minh mẫn trong ngày lễ thượng thọ hôm 20 tháng 3 năm 2011. Thay mặt toàn thể tín hữu Cao Đài thuộc các đảo Úc Châu, tôi xin thành tâm cầu nguyện chư Phật mười phương tiếp độ hương linh Đại lão Hòa thượng Thích Phước Huệ về cõi tịnh độ an nhàn cực lạc. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và chư quan khách cùng Phật tử và đồng bào, từ xưa chiếu theo các luân hồi của Phật giáo, linh hồn của mỗi chúng sanh phải luân hồi qua nhiều kiếp để tiến hóa từ vật chất lên đến Phật vị. Trong tám vật phẩm mà Phật giáo gọi là bát hồn vận chuyển, trong mỗi kiếp sanh, linh hồn của chúng sanh phải mượn một xác thân vốn do tứ đại giả hợp gồm có đất, nước, gió, lửa. Xác thân tứ đại giả hợp lại phải chịu dưới định luật sinh trụ hoại diệt của tạo hóa. Chỉ có linh hồn mới trường tồn, bất tiêu, bất diệt. Còn xác thân tứ đại ví như chiếc thuyền, linh hồn của chúng ta mượn tạm để qua sông mà thôi. Tùy theo trình độ tiến hóa của mỗi chân linh mà linh hồn được định vị ở bậc phẩm nào trong bát hồn, và ý hướng của chân linh đó có muốn tiến thêm nữa hay không mà tự quyết định
có được tái thiết hay là không. Câu kinh thường tụng trong tang lễ của Phật giáo rồi: hữu sanh, hữu tử, hữu luân hồi, vô sanh, vô tử, vô khứ lai, là để nhắc nhở chân linh biết rằng linh hồn có quyền tự quyết có tái kiếp hay không, ngoại trừ trường hợp phải chịu phép trả vay của luật nhân quả. Ngày hôm nay, cái xác thân tứ đại của Đại Lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ đã cạn cỗi, đã đến lúc phải trả nó về cho đất, còn linh hồn của Ngài phải trở về trời. Chúng ta hội hiện trong chánh điện của Phước Huệ Công Đức Đồng Lâm hôm nay để tưởng niệm công đức của Ngài đã lập được trong kiếp sanh vừa qua mà chúng ta được biết. Hồi tưởng lại thập niên 1980, trong dòng người tị nạn Cộng sản từ Việt Nam, Đại Lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ đã đến được Phúc Châu với hai bàn tay trắng. Ngài đã phải lận đận lao đao về thân xác cũng như tinh thần để gây dựng cơ sở vật chất, hầu có nơi an tịnh tế độ chúng sanh. Tôi đã có duyên may được hội kiến với Đại Lão Hòa Thượng và chia sẻ tâm tình với Ngài trong những ngày khó khăn của Phước Huệ tự trên đường London thuộc vùng Tokyo East. Với công đức trang nghiêm và uy tín của Ngài, nhiều Phật tử đã tích cực giúp Ngài để giải bày cho chính giới Úc thấy được giáo pháp cao quý và thiết thực của Phật giáo đối với tín đồ Phật giáo và đồng hương trong cộng đồng người tị nạn Đông Dương, mà ưu ái dành cho Phước Huệ tự khu đất để xây các Phước Huệ Công Đức Tổng Lâm này, một công trình văn hóa nổi tiếng tất cả chúng ta đang thừa hưởng. Phước Huệ Công Đức Tổng Lâm còn là cái nôi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Quốc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Nhiều vị tăng ni đang thành đạt tại Úc Đại Lợi và Đức Tây Lan, vốn đã từng xuất thân từ Phước Huệ Công Đức Tổng Lâm này. Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Đức Tây Lan đã phát triển vượt bậc với các công trình vĩ đại như chùa Quang Minh ở Melbourne và Quán Âm Sơn ở Đức Tây Lan, v.v. Giáo hội đã đem lại niềm an lạc và phúc lợi to lớn cho Phật tử và đồng bào khắp nước Úc. Sau đây, tôi xin phép được tỏ đôi điều với Đại Lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ. Kính bạch Đại Lão Hòa Thượng, tiểu đệ đã may duyên được Hòa Thượng thương yêu và an ủi trong mấy thập niên qua tại Úc Châu này, để vừa thoát được mọi gian nan khổ cực, gầy dựng và phổ truyền đạo pháp vi diệu, cứu độ cùng sanh bơ vơ lạc lõng nơi xứ lạ quê người. Thưa Hòa Thượng, hàng ngày chúng ta đều tâm niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, sắc sắc không không lẽ vô thường đó chúng ta đều thâm nhiệm. Tuy nhiên, vì mong muốn phổ truyền Phật pháp, Hòa Thượng cũng chưa tiểu đệ đã lao tâm khổ trí rất nhiều để gây dựng những viên ngạch lót đường cho thế hệ sau êm đềm vững bước. Ngày nay công đã mãn, công đã viên, quả đã mãn. Đại huynh hãy nhớ tới câu cuộc đời sắc sắc không không
trong năm còn lại tấm lòng từ bi mà hỷ xả cho những kẻ đã vô tình hay cố ý làm phiền lòng đại huynh lúc sanh tiền, cũng như ban hồng ân cho đệ tử chúng sanh hồi đầu hướng thiện. Con đường thanh thang mà đại huynh vừa đặt chân lên sau khi trút bỏ xác thân tứ đại mới là con đường về với cõi thất vàng an nhàn cực lạc. Hiển linh xin chứng. Most venerable, venerable nun, your grace, religious leaders, Mr. Nick Darling, Mr. Andrew, Mr. Guy Jagari, member of New South Wales Parliament and Mayor of Fairfield, distinguished guests, ladies and gentlemen. Kính thưa Thượng tọa Thích Phước Tấn, quý tăng ni Phật tử thuộc Tổ đình Phước Huệ, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị quan khách, tôi xin đại diện cho Cộng đồng Việt Tự Do tại New South Wales xin chia buồn với Thượng tọa Thích Phước Tấn, quý tăng ni, quý Phật tử thuộc Tổ đình Phước Huệ trước sự ra đi của Đại lão Hòa thượng Thích Phước Huệ, nguyên hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Sự ra đi của Hòa thượng không chỉ là một mất mát cho quý thầy, quý Phật tử thuộc Tổ đình Phước Huệ, mà còn là một mất mát chung cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Úc Châu và cộng đồng của Việt Tự Do tại Úc Châu nói chung. Hôm nay chúng ta tập trung nơi đây để tưởng nhớ đến Đại lão Hòa thượng. Hòa thượng Thích Phúc Huệ là một vị lãnh đạo tinh thần đáng kính. Ngài đã hy sinh cả cuộc đời cho Phật giáo. Đặc biệt, Ngài đã có công duy trì và phát triển Giáo hội Phật giáo tại Úc Châu ngay từ những ngày đầu của người Việt tị nạn đặt chân đến Úc Châu. Qua đó, nhiều người Việt tị nạn đã tìm được sự nâng đỡ tinh thần, đã tìm được sự bình an sau những mất mát, đau khổ họ đã gánh chịu trên bước đường trốn chạy chế độ cộng sản vô thần của Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi xin thành kính phân lưu cùng Thượng tọa Thích Phước Tấn, quý tăng ni, quý Phật tử thuộc Tổ đình Phước Huệ, nguyện cầu giác linh cố Đại lão Hòa thượng sớm cao đăng Phật quốc. Xin thành kính phân lưu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính bạch Hòa thượng Thích Phước Bổn trưởng tử, kính bạch Thượng tọa Thích Phước Tấn và chư tôn đức tăng ni hệ phái Phước Huệ Tòng Lâm cùng môn đồ pháp quyến. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể đồng hương Phật tử về tham dự lễ truy điệu hôm nay. Trong khí trang nghiêm đầy tình đạo vị hôm nay, trước linh đài kim quang của Đại lão Hòa thượng Thích Phước Huệ, đại diện ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi, chúng con xin được thể hiện lòng thành tri ân công đức to lớn của thầy trong thời gian 30 năm qua đối với tập thể áo lam gia đình Phật tử chúng con. Cuộc đời vô thường, tấm thân tứ đại duyên hợp sinh rồi cũng phải đến quả nghiệp. Hơn 90 năm trong cõi thế, mấy mươi năm đã xả thân hy sinh trong đạo nghiệp, giải nắng dầm mưa, từ lúc là quê nhà cho đến hải ngoại định cư tại Úc Đại Lợi. Thầy đã thể hiện tinh thần phụng sự chúng sanh và cúng dường chư Phật. Làm sao có thể kể hết cuộc sự nghiệp hoàn hóa bộ xanh của thầy trong suốt cuộc đời thành hoạt. Chỉ nhìn tại Úc Đại Lợi khoảng hơn 30 năm qua,
thì đã thấy để lại cho hình thế bao nhiêu sự nghiệp với bao nhiêu phước đức công lao to dày. Trong giai đoạn 30 năm tại Úc đời đời, từ hai bàn tay trắng, thầy đã kiến tạo cổ đình Tòng Long cho tứ chúng độc tu, ân đức ấy vô cùng to lớn. Khi đã có chùa, thầy ra sức truyền giới cho tăng chúng, là bổn sư cho giới Phật tử tại gia, quy y Phật tử, vô Phật tử thừa hành Phật sự, tiếp dẫn hầu lai. Rồi những đạo tràng tu học Bát Quan Ca Giới hàng tháng đem lại nhiều lợi lạc cho Phật tử và từ công đức từ thiện đối với dân nghèo, đồng bào tật nguyền, khiếm thị tại quốc nội cũng được thầy quan tâm, ưu ái nhiều lần giúp đỡ. Riêng đối với gia đình Phật tử chúng con tại Sydney, thầy đã tạo lập gia đình Phật tử chánh pháp tại các tiểu bang khác như Victoria, các chùa thuộc hệ phái Phúc Huệ của thầy cũng đã lập thêm gia đình Phật tử tại Đại Quang Âm, Đại Quan Hỷ. Từ đó để hiểu rằng tấm lòng của thầy dù bận rộn với công sự Phật sự, nhưng thầy luôn quan tâm đến thế hệ đào tạo cho anh em gia đình Phật tử ngày thêm phát triển. Nói về chức vụ mà thầy đã phụ trách thì từ lúc còn phục vụ giáo hội trong nước cũng như ra hải ngoại, thầy không bao giờ từ nam một chức vụ gì trong phạm vi có thể cán đáng được. Kính thưa quý vị, tấm lòng dấn thân của thầy không làm sao kể hết, mà thầy cũng là không cầu mong đền đáp, nhưng là người Phật tử của chúng con với tinh thần tứ trọng ân vô cùng quan trọng. Trong đó ơn thầy tổ, vì vậy chúng con tuổi trẻ gia đình Phật tử Việt Nam trên toàn liên bang Úc đời đời hôm nay, trong lễ truy niệm hôm nay chúng con xin được bái bạc, được thành kính tri ân lên đại lão hòa thượng. Và để tiễn đưa ngài, trong tình thầy trò bao nhiêu năm, anh em gia đình Phật tử Việt Nam tại Úc đời đời hôm nay trước giác lên ngài, xin tiễn thầy bài kính mến thầy. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, Bát Đại Chứng Minh.